Ôi trời ơi, không nghe chưa. không nghe được. Thôi để vậy đi, nó thu âm. Nó sẽ thu âm cái này, nó sẽ... Monkey, tên tiếng Anh của con khỉ là monkey. Cần phải nói như vậy nữa cơ. Dạy cho anh luôn. Dạy cho anh nghe. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ tô một con khỉ nha. Mình mới mua được một quyển sách động vật hoang dã. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu này. Mình rất là thích màu nâu nên mình sẽ cho con khỉ màu nâu. Mình đang tô tay nó các bạn ạ. Đố bạn giống biết con khỉ rất thích ăn gì? Hôm nay bạn giống thông minh đấy nhỉ? Cái gì nó cũng ăn được cơ. Nhưng mà món sở thích của nó đấy là ăn chuối. Mình đang tô nốt cái tay bên phải của nó. Tiếp theo mình sẽ tô đến chân này. Đố các bạn biết trong phim Tây Du Ký con khỉ có tên là gì? Tôn Ngộ Không đúng không? Mình đang tô nốt cái chân bên còn lại. Các bạn đã xem phim Tây Du Ký bao giờ chưa? Bạn Dũng xem bao giờ chưa? Xem quá nhiều rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tô cái đuôi của nó này. Bạn đã nhìn thấy con khỉ bao giờ chưa? Mình nhìn thấy rất nhiều trong công viên, trong sở thú, mặc dù là mình chưa được đi bao giờ. Chưa. Nhìn rất nhiều lần qua tivi thì đúng hơn. Mình sẽ tô cái bụng của nó màu vàng.
Vì mình chưa được nhìn thấy con khỉ ngoài đời thật bao giờ. Đề nghị bạn Dung Mai dẫn tôi đi để tôi nhìn đi. Để tôi nhìn xem con khỉ như thế nào. Bây giờ mình tô cái mặt nó màu màu cam đi. Các bạn có thấy mặt, các bạn thấy mặt khỉ nó có nhăn không? Tại sao người ta lại ví nó nhăn như mặt khỉ nhỉ? Mình đã tô xong hình con khỉ rồi này. Bây giờ mình sẽ tô đến mặt trời. Các bạn có thấy xinh không? Nó không đẹp đẹp lắm, nó chắc là không xinh đâu. Chứ nó chui từ lâu này nè. Chỗ này anh mở cửa ra ngoài. Em không nhớ.
Nhưng mà để cái điện thoại này nó khó rơi, quyển sách này nó không nhìn hết được. Thế là mình đã hoàn thành xong bức tranh con khỉ rồi. Bạn thấy con khỉ nó xinh không? Tôi thấy nó giống bạn Dũng lắm ý. Cái mặt nó làm nhăn như vậy. Chào tạm biệt các bạn nha.